Đi du lịch thì phải bảo một câu để anh còn ăn mặc đẹp với chứ đây mẹ thằng bom ăn mặc đẹp xong em ăn mặc đẹp cầm cả quần áo đi không bảo anh để anh cầm quần áo đi tí đi đâu tự khác biết đi cho nào lại con người vẫn là con người đây nhưng mà mưa gió này đi biển đâu nói đi thôi anh nói em nhé mấy ngày nắng thì đéo đi du lịch đi xong ngày ngày mưa thì bắt đi du lịch thần kinh địa điểm gì ấy tao thần kinh nhưng tao sắp chọc cái đinh vào đầu mày rồi đấy con mình được đi du lịch con ạ lắm mồm mẹ con mới trúng số nên là tụi con mình được đi du lịch hết con nhé ừ cứ để một tí đi du lịch tí nữa bố sẽ cho con vào đi học để bố đi du lịch nhá đừng có mà trêu nó cái loại mình mới là người đi học ấy ờ thế rồi thế bố con mình cùng đi du lịch nhá đi chơi nhá thế bố con mình cùng đi biển nhá được không ờ thế đi biển thì đi biển thì không dên nữa dậy đi hai bố con nhảy dậy đi dậy đến nơi rồi đến rồi nhanh lên đây đâu ấy cho đi biển đây nhanh lên đi ra trôi nhìn cứ quen nhỉ đừng có quen quen ở đây rồi rồi anh chơi đi không phải ăn kem đâu con ạ này đang ngủ ấy kem kiếp cái gì về thế giới yeah. Một chồng em trước kia nhìn quen nhỉ quen đâu đây là quán của anh Giang mà ừ đi vào một anh Giang đi lên nói làm gì đi vào rồi biết đâu đâu ông đâu ạ đây là quán anh của anh để xăm mà ông lấy đâu anh ở trên tầng bố áo nước ra đó chị ạ à? Tự nhiên gặp anh của anh làm gì dám tự ý xăm vào người chồng tôi gọi không ơi anh Viên à nhanh lên không Viên đâu nhìn lên nhanh lên người em cũng bình tĩnh nhỉ sao em cũng có bình tĩnh con vào đây anh à cảm ơn dạ con vào đây này cơ đây rồi dây anh không phải làm chủ quán này không ừ, anh chủ quán này anh ơi, sao em tôi chặt anh vào anh lớn đấy anh biết phải là ai không mà anh dám xăm người đó như này ừ, thế anh em đây vợ em anh ạ em đổ tay anh ra để nói chuyện bình thường thôi em tốt tuổi cứ sao cái giải quyết hết em cứ bình tĩnh xem nào đâu có chuyện làm sao để anh giải quyết xem nào em ơi anh đứng đây anh nhìn nó xem em là anh nhìn trên đây em xem còn nó xem anh xăm nó anh hỏi cái lên chưa? Tôi thì anh tưởng là hai vợ chồng em là vợ vợ đấy đúng không? Vâng đây. Anh em tưởng là hai vợ chồng bàn nhau hết rồi em ở là em đã xin phép gia đình ý kiến đi. Chứ trước khi làm là anh đã trao đổi với em rồi. Thì em đã bảo là bây giờ em là cầm đi con hổ. Em đang muốn một cái hình gì nó rồng mai phượng múa đúng không? Và bảo là thế thì anh sẽ làm cho em một cái tác phẩm tặng em một cái tác phẩm là sẽ rồng mai phượng múa theo đúng ý của em là hợp mệnh luôn. Đúng rồi. Đấy anh đấy. Đàn ông là đàn ông em nhìn xem anh nhìn sao mà nhìn đây anh đây nhất bản lĩnh đàn ông nhìn chưa đây nhìn giống đàn ông không đẹp không nghệ thuật không không anh hỏi ý kiến tôi chưa hỏi anh nhớ ông đấy anh mơ anh có hỏi em rồi mà nhỉ em mơ ai cứ bình tĩnh mơ anh để em giải quyết để em lấy em anh với em nhá em đưa em đưa anh đến đây em chưa xin phép anh nhá đến đây tự nhiên em xúc phạm anh của anh nhỉ hả em một chút diện quá để làm anh nhờ nhá thôi, anh ấy anh cứ lễ một tí thôi bây giờ anh nói chuyện bình thường anh phải lễ anh tí nói chuyện bình thường thôi ô anh cứ nói chuyện ra em
làm gì đây mà hai người cứ xuống đây nhau. Tại vì bây giờ là gần đến tập cuối rồi, bây giờ em bảo là bây giờ anh ơi anh làm đẹp cho chồng em thêm tí nữa thì anh bôi cho ngày nay ngày mai kia nữa là đẹp luôn, này riêng xong rồi đây đẹp mà anh thích đẹp hay nhỉ, đẹp thì đẹp, xong rồi xăm thì nhan nhỏ, chỗ mực chỗ không mực trông như là chỗ này chưa xong em, chỗ gặm rõ xương ấy chưa xong đúng không em, đây đã xong đâu em, đây chưa xong đây nhá, cái phần này này anh sẽ tiếp tục, này anh sẽ làm hết cái phần này này đấy vào lách, xong bắt đầu anh chạy hết xung quanh, xong anh bôi màu cũng đẹp luôn. Đây, đẹp luôn. Đây chẳng qua do anh không chịu đỡ đau như là anh đúng phải rồi, mấy ngày suy nghĩ. Không được mà còn đi à? Này, anh nói này. Không được còn đi à? Anh nói này, tiểu sử của anh ấy ở quán này này, từ trước giờ đến gần đây là do tôn trọng em là vợ của anh thôi. Em thử là vợ thằng khác em này, em là đàn ông như hôm nay em không bước ra được khỏi quán luôn đúng không anh? Chính xác. Thấy chưa? Em Hải Dương. Nào, vợ em Hải Dương. Anh Hải Dương. Hải Dương, Hải Dương. Anh Hải đây. Anh Thái Bình đấy. Đội Thái Bình đấy. Thái Bình, em biết Thái Bình chưa? Biết Thái Bình mua rồi chưa? Làm sao? Nói chuyện đàng hoàng mà thôi, để anh biết anh làm cái để anh sửa cho anh hỏi hàng xa với sừng em TV đấy. Ấy à? Ngồi anh đâu? Anh của Sơn Tùng ôm TV đấy. Đấy, hỏi hàng rất xa đấy. Ngồi kia để cho anh làm nốt cho anh, khi nào hoàn thiện thì em sẽ biết được vẻ đẹp của nó. Đúng rồi. Anh đúng hứa anh với em. Cái điều mà không phá được à? Anh hứa với em này, tua lại mấy tập chứ lại không tua được. Nhưng mà tua đến tập tiếp theo mà anh tua được ngay. Riêng hôm nay là anh đánh cho đẹp luôn. Thấy à? Đợi là xong hình đi rồi biết. Được rồi. Làm cho em lại cho nó giờ làm cho em thấy trông nhan nhở trông kinh nhìn được cái chưa, thấy chỗ có màu chỗ không có màu, bây giờ ngồi đây rồi rồi ok rồi ok nhá rồi ok rồi anh không tặng cho vợ em vì vợ em đó anh chưa bao giờ anh gặp cái trường hợp này phải free đấy đấy mà lại run thế này thôi nó là phải xăm phải free đấy cái gì anh tặng anh đấy chứ mất tiền đâu thế à trả đấy 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 là tặng rồi xin lỗi anh em. Bắt hai tay xin lỗi. Đấy, tôi dùng quét thì mất được. Thôi nhưng mà em không tội nó đi sao nó không hỏi em không thích rồi. Rồi ok. Rồi ra thêm một trong con đi để anh và anh ý tự giải quyết. Rồi rồi nhá. Lần thế thôi anh đi. Rồi bắt đầu nhá. Là tiếp cho em. Ừ, okay. Rồi. Khổ quá. Ừ. Ủa xin lỗi anh dừng tay em mất. Sao đấy? Em đau lắm rồi, em không chịu nữa rồi anh ạ. Cố lên một tí nữa. Không thể cố được anh biết. Cố lên, có mấy tiếng nữa là xong rồi, cố lên cho nó đẹp. Cố nữa thì quá, cố lên thật sự với anh em không chịu nữa đâu, bây giờ cứ ngồi xuống đi, không chịu giải quyết được. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Thế bây giờ như vậy, coi như em quỳ xuống xin anh. Ngồi xuống đi. Em xin anh cho em về thì em đau tay lắm rồi, em không chịu nữa đâu. Anh lại quỳ xuống anh xin mày cho anh xăm nốt đi cơm cổ của mấy tiếng nữa. Thôi anh ơi, chứ đây này, về đây. Cái gì? Anh tặng một cái điện thoại. Ui, tôi xăm nốt không anh. Nhưng cái thôi em cũng xin anh ấy. Ui giời ơi, thế em gọi anh tiền tầm này không giải quyết được gì cho em xin anh tặng cái ví. Mày xăm nốt của anh đi còn có 30 tiếng nữa thôi. Ví ui giời, ví sách này em cần. Ui giời ơi, em ơi, từ đau lắm rồi, không thể là anh chịu nữa. Anh tặng cái quán luôn. Tặng cái quán này á? Đây, mày cho anh xăm nốt đi. Thôi anh, em nói tiền tầm này không giải quyết được cái gì, em xin anh đi cho em về. Em xin anh cho em về, em xin anh đi. Em xin anh đi. Ui giời, xăm nốt đi em ơi, xăm nốt đi.